được. Spiderman nữa rồi mà đâu có đứng trước được Spiderman. Vậy hả? Con có thể hả kể tên từng đứa được không? Có thể kể tên từng bạn được không? Con suy nghĩ. Con rất là hot. Captain America đúng không? Rồi sao nữa? Ai nữa? Không được xanh. Không. Không được xanh. Ừ. Đây là Iron Man được chắc. Iron Man. Iron Man. Cái gì là bạn sức mạnh lắm. Còn này. Adults. Thanos. Adults thôi. Adults hả? Thầy nghĩ thầy thấy nó là Thanos đâu thầy ta cả. Adults nè. Đâu. Đây tay qua đâu. Đâu. Thanos. Adults. Thanos. Adult. Nè, nó có cái găng tay nè, 7 viên nè, cái mặt nó màu tím nè. Màu tím đâu? Đây, màu tím. Adult. Adult là cái gì? Là Adult đây. Không, người này là kẻ hủy diệt nè. Adult. Thanos. Adult. Chắc chưa? Adult. Giờ thầy mở Google lại con coi nha. Adult. Chắc không? Chắc. Cái gì đây?